Hey, mình là Di đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với tựa game Forza Horizon 4 này. Và hôm nay tụi mình có một chuyến đi phượt bằng những con xe SUV. Nhưng mà ban đầu là SUV nhưng mà hiện tại thì có rất là nhiều bạn đổ qua siêu xe ha. Rồi thì mình sẽ giới thiệu một xíu. Đầu tiên là Hòa đi con Huracan màu đỏ. Đây là xe của Vinh ha, Aventador. Và xe của Khang là Aventador SV. Đây là con xe của mình, Lamborghini Urus đời 19. Ở bên này là dàn siêu xe nghèo nha các bạn. Bên này là xe sang, bên này là xe nghèo. Kia Stinger của Dũng, BMW X6 của Blue, X6 phải không ta? Và cuối cùng là con Jeep Rubicon của Thiện nha các bạn. Rồi và hôm nay tụi mình sẽ có một cái chuyến đi dạo cao tốc sơ sơ và sẽ đi một cái cung đường mình mới vừa tìm ra được và khá là thú vị nha. Rồi và đi thôi. Rồi ok, đi nha mọi người, và mình sẽ là người dẫn đường luôn. Cho xe nước sạch đi tới chị, mình xe phèn. Phải dạng xe phèn nha. Xe theo bạn gà ơi. Thôi Dũng đi tới vậy. Ok, biết được rồi. Em đi cuối à. Con này mình không có độ máy nha các bạn, mình chỉ độ những chi tiết nhỏ nhỏ thôi và tiếng máy của nó nghe rất là hay luôn. Nhưng mà mình bên trong mình cách âm tuyệt vời cho nên các bạn không nghe gì đâu, yên tâm đi. Nghe rất là nhỏ. Trời ơi, anh nhìn lắc kìa. Lắc thiệt. Ôi, tự nhiên bữa nay lắc dữ ta. Hôm nay mày đúng lắc. Các bạn đứng rồi. Các bạn đứng rồi. Cá mập cắn rồi. Lắc bỏ bạn. You have arrived at your destination. Ôi da. Turn around when it is safe to do so. Để siêu xe mấy chục tỷ chứ. Cái gì vậy ta? Cái gì vậy ta? Con Mini Cooper đang đi nó dừng lại kìa. Anh em đâu xuống đấy, chặn đầu nó. Anh nhìn trước. Đi up rat đó nha mọi người. Up rat mà toàn mấy con nào con nấy nằm dưới đất không à. Nhà con cũng thiền. Trời ơi. Rubicon chưa độ. Gia số bỏ Rubicon nào. Ok. Ủa? Hai tay nhỏ lên trời luôn hả? Xe mồm dưới rồi Dũng. Xe gì cũng ngồi lắm hả? Sao có được động cơ đâu ta? Một con bò xuống dưới ruộng rồi. Con nào xuống ruộng rồi? Con mà vàng vàng phía trước á. Ngồi vàng vàng á. Đi. Rồi thêm một con đỏ đỏ cũng xuống dưới ruộng luôn rồi. Nay toàn tập hợp của những con xuống ruộng không à. Bò mấy xuống cỏ nha. Trời ơi, có điếp kìa trời ơi. Xe phèn cà khịa nha. Chạy riếp rồi cà khịa nha. Thứ đang chạy mà thắng lại á. Có ngày chúng nó đập cho. Ủa đi đường nào ta? Như đi đường này. Thôi như đi đường này nè. Bây giờ đến mở bản đồ, tắt cái bản đồ kìa đó. Ây da da, mọi người cứ đi trước đi. Chưa à? Mắc kìa, mắc số ê. Mẹ. Mở nè. Ủa mấy hai đứa bạn kia đâu okay, rồi? Ok. Đi mình còn hai người nó mất tiêu rồi ha. Tàn quá. Con Jeep đã đỏ với lại con kia Stinger xanh xanh đâu rồi? Ơi. Con này bên trong con này bên trong cái nào thất thì nó cũng không có gì đặc sắc lắm. Cái đồng hồ này khá là giống với con SV. Ủa? Nhưng mà nó vòng tròn. Số đồ cũng giống luôn. Tốc độ thì tốc độ kia mấy chín giờ nha các bạn. Ngoài ra thì bên này có cái G-Force. Rồi ở dưới là cái thanh boost turbo của xe. Hết rồi. Và chi tiết nhỏ nhỏ mình không có thấy lắm. Xe khá là to và hùng hốn. Ủa, Jeep sao đổi xe rồi? Ai đổi xe vậy? Xe đó đỏ phèn phèn á. Em bay làm chó. Chạy luôn. Như đồ có hai người bay. Ba người bay.
Đó, cứ người người có bằng B2 mà chạy vậy đó. Ây da, chạy đàng hoàng nào, đừng có làm những cái thùng sắt tông nhau. Và bây giờ hết ra số ra cao tốc, hết ra số tới cuối cao tốc nha mọi người. Duy sẽ dẫn mọi người đi cái đường upgrade khá là thú vị. Hết ra số nha. Hết max speed luôn nha các bạn, con này hộp số nó là 7 cấp số nha. Trời ơi, mấy con chạy đi. Mình theo bì nó rồi chị. Mặt quá à. Đàn mình đâu hết trơn rồi ta. À đâu chạy tới cái chỗ đâu chạy. Take the second exit. Con này mình bật cái TCR với lại STM cho nên là không thể nào drift được nha các bạn. Nó chống trượt bánh các kiểu á. Đây làm dán đua mọi người. Dừng lại. Nhân dịp trời âm u mình làm một dán đua nào. Làm dán đua. Vô. Vô. Ê ê, con xe kia không có cạc khịa nha. Con xe kia không có cạc khịa nha. Thứ gì á? Wow. Trời ơi, đi trên đây là anh Dương. Hai bể nước chích nhau vậy. Chị ơi, em đang tới với chị đây. Nhanh quá. Gì vô? Gì tớ? Kịp gì vậy hả? Mẹ ơi. Con này vừa cua dễ mất lá quá các bạn. Hay à. Con này vừa cua, như nó dẫn động đầu sau hay đâu á, rất là dễ mất lái luôn. Nó là dễ bị sàn cái đít và mất lái, nó lắc qua lắc lại. Con 8 số. Dầm 3, con hộp số 8 cấp sao bằng Ranger Raptor 10 cấp đúng không? Phải mẹ rồi. Mà không biết nó 10 cấp để làm cái gì ha. Mà không bao giờ xe dụng sẽ có một cái tính năng mà vừa chạy vừa làm bước đường như Ranger Raptor phiên bản màu trắng độ màu đỏ đâu. Quá trời nhỏ. Quẹo vô cái đường này đi mọi người. Đây đây, quẹo vô đây. Mọi người ơi, mọi người thấy thiếu ai không? Thiếu. Thiếu 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 có người khi ghẻ đó em. Cao tốc rồi. Nhớ vô đây chạy đàng hoàng nha, chạy chậm lại nè. Đó, thằng quỷ đen đen. Đổi con Rubicon đi. Bị đi upgrade nè. Rubicon đi đi. Đuối lắm. Chưa độ. Không có phải gì giống thân tay bên phải gì rồi. Đó kìa mà một tống gì vậy. Trời ơi, ở đâu anh Thiện? Quẹo nha, quẹo phải. Trời ơi. Từ để coi bản đồ cái quên đường rồi. Để coi bây giờ mình sẽ đi tới ngay cái góc bên này. Ok. Đặt trước ông đi vòng qua đi. Đường không coi bản đồ vậy. Ok đi nè, đi nè. Ở dưới lại nó buồn người đó chứ ông mà kẹt nó. Ai đi upgrade vậy? Thôi cho đàn bò đi trước nha. Con bò này là con bò bò chùm cho nên đi dưới cuối. Cho mấy con bò mà nằm sát xuống đường đi trước. Con nào mà leo không được thì tới số nha. Ủa sao bản đồ nó chỉ tầm bậy vậy ta? Con đi đúng đường, bản đồ nó chỉ tầm bậy. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Bẻ trái nha mọi người. Ông sao ông quen mang quá vậy? Không, tại nay bà chị dẫn đường hơi lạ xíu.
thôi. Đường chân chuột chạy chậm chậm thôi nha. Xe có lắp hệ thống chống trượt mà lo gì. Rồi quẹo phải luôn. Lâu Dũng. Phía sau đây thì tập hai đôi trái anh Dũng. Ôi tụi 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 để gì nhớ tụi đi đường nào. Con bò thấp ơi sao rồi. Đi 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 theo Duy nha. Theo hàng nha mọi không người. Đó. Không mấy con này về thấy gồng. Đây là con đường mà mình mới vừa tìm ra hôm bữa trước à. Đi vô đây nè qua, vô đây nè qua, vô đây nè qua, đi theo hàng. Đó, ai mà làm hơn rào là xác định nha. Đó, nào gặp pháp là xác định nè. Trời vô tư, vô tư. Vô tư dám ba cái nhầm. Sao làm khó được. Trời ổng đi ông cây luôn. Theo hàng. Theo hàng kìa. Đứa này hư ghê á. Rồi, có người làm hư hàng rào rồi. Ai á chứ không phải tôi nha. Ok, bây giờ quẹo vô đây đi lên sát hàng rào nha. Đi lên tới trên đỉnh. Ok, ok, xin nhanh, xin nhanh. Ê, bấm nhầm rồi, bấm nhầm rồi. Đây có một cái đường mòn đi sát hàng rào đi lên tới trên kia luôn. Rồi đi trước đi mấy chiếc siêu xe. Mấy bò đi trước đi mấy bò. Rồi. Ok đi nào. Chết mẹ. Sập hàng rào đi đó, đi đó, đi đó, đi đó. Chứ gì sập rào kìa. Chân báo nha, chân bánh đó. Không sao. Này thì bò. Cao cao tí anh. Nè, này cao thì bò. Nè, coi xe Mỹ nè. Thôi thôi thôi. Lên. Ôi trời. Ủa sao tiện đi không vô đây với chị vậy? Nay mình sẽ thử cái độ nghiêng và cái độ upright của con Lamborghini Urus này nha các bạn. Ủa sao nó cứ lên đây ngoài ba? Xe blue và red light ghê vậy. Chị không, chị không. Tình cờ đi vô thứ. Sao rồi, đang bò đi qua được chưa? Rồi lên tới. Có thiệt hại gì không? Đó, góc nhìn thứ nhất đi khỏe hơn. Góc nhìn thứ nhất đi đã, đi cái xe nó nghiêng qua nghiêng lại. Ê, có được 3.000 điểm luôn nè. Ây da. Chị cũng được cái bảng nữa nè. Bóp. Rồi, nghe đâu không? Đỏ lọc. Trời ơi, số nó nhảy. Trời ơi. Ủa con này tên gì ta? Mẹ mình lấy xe mà mình không biết tên con này. Duran gì đó. Duran gì đó, ok. Lên nào, lên nào Duran gì đó. Quà biết bay. Tao bay kìa. Ê, tính, tính, tính. Ta được đứng đó em. Ai, 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 Wow. Cái này về thì gặp cái mẹ luôn. Đây đây lúc đây. Sao sao? Ây da, má cái này SUV còn lật nữa nó chi là. Chỗ này có cái bánh đá, bánh đá gắt vậy. Đó, đi lùi lại bên này có cái đường rồi mọi người. Rất dữ á. Nè dừng ngang dốc nè các bạn. Dừng rất là ngang cái vách núi luôn nha. Và mình sẽ đề ba lên. Chạy đi. Đi cũng bị rồi. Con này cầu sao nha. Đề ba lên hơi khó một xíu nhưng mà vẫn được. Đó bằng chứng các bạn thấy cái bánh trước nó chỉ quay thôi chứ. Từ lên không nổi các bạn ơi. Từ 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 từ. Chỗ này làm gì có đường xuống không? À đây. Có đường xuống nè. Đây à. Đi đâu? Đi bên này nè, bên này có cái đường xuống nè. Đây.
có cái đường mòn. Dạ, xem tâm gì luôn rồi. Ờ, không đó rồi. Nè, đang trên này nè. Ây da, trời ơi. Ơi, như ai mới gấp đầu tôi không? Wow. Hết nữa hả? Tôi hoài nữa. Đây hả? Nghe mùi anh Vinh bị kẹt rồi. Nghe Vinh kẹt hả là? Kẹt lắm. Kỳ quan đi chứ. Durango. Đó, nó mà con nó tên Duran gì đó mà. Rồi, ok, bây giờ ai muốn dẫn đường thì cứ dẫn đường nè, xong rồi đó, xong chuyến hành trình rồi đó. Mọi người thấy cái đường này như thế nào? Để coi dưới có hồ nước rồi đi lội nước không? Hành trình gì? Mấy siêu xe đi uống nước không? Mấy siêu xe? Đi. Chạy nãy giờ cũng mệt, từ từ. Chạy nãy giờ chắc cũng mệt, ngắt nước rồi ha. Dùng nước ngập hơn gần cái cửa rồi. Trời ơi, con xe chạy khỏe. Tính là cái nước ơi. Này nó ngập hơn bánh xe này luôn, gần hết bánh xe luôn rồi. Ông qua chạy nhanh xíu quá. Rồi hết. Ống xả là nước nó qua ống xả luôn nha các bạn. Đâu rồi, yêu nước đâu rồi. Đây, đang trải nghiệm thử. Đây, mẹ tôi đưa ranh vô. Đưa ranh gì đó em. Đu ranh gì đó nè. Không, chỗ này nước nó nóng quá. Nóng quá nóng. Vậy nè, nè ra đây so thử xem mà chiếc nào nước ngập cao hơn nè. 5 con khỉ ra bên cho luôn. Gì? Xem như đi. Ủa, chỗ này sao nhớ hồi nãy có cái chỗ sâu lắm mà ta. Đằng đây. Rồi, đậu đi. Đó. Ôi, tối tụi mình được cái bánh là cùng. Dịp bằng mà, bằng hơn, gần bằng cái bánh xíu mà. Tụi. Ừ, mấy dòng ba con đu ranh gì đó. Mấy người tên ta cái vô này, vô đây test The Rack một dáng cuối cùng nè, mọi người trước mặt luôn nè. Rồi, The Rack rồi, ai chơi lại? Rồi, siêu xe đâu, một con xe hoàn hảo là phải đủ cái yếu tố là đạp ga là nó phải, cái lưng nó phải dính vô ghế nè. Rồi đi đủ địa hình nè. Đúng. Cao mái thoáng nè. Đúng. Tiếng bô hay nè, màu nổi nè. Màu nhìn một phát là biết liền ai con này là siêu xe, né nó ra. Đó. Xe thiện không có đạt được yêu cầu đó đâu. Con này không phải là con bán tải, con này là con siêu bán tải. Gì? Con này là con siêu bán tải. quên pha đi giới thiệu rồi hả? Con siêu bán tải là siêu bán tải. Đây không phải là một chiếc xe bán tải, đây là siêu bán tải. Không anh. Vô đây. Siêu bán tải nha. Ơ đợi em tới, đợi em tới. Đừng tông nghỉ cột nha, Để cái đèn đó đi, để cái đèn đó. Ok, bây giờ tụi mình sẽ đợi và sẽ đua một dáng track nha các bạn. Dog Trigger SRT Duran gì đó. Trời ơi, cái dàn đầu của Aventador kìa. Ủa là ông của Uruk kìa. Có nguyên cái camera bự chảng luôn em. Ừ, hết rồi, cũng có nè. Cái này là sau mấy con mẹ ninja đồ á. Của em cũng có nè, anh thấy không? Em đặt hơi thấp rồi mấy. Cái này mà bùng, mà văng vô là khỏi thấy. Đúng đâu vậy? Đề 3 tháng đó, như là mẹ. Giữ tốc độ gì thế à? Ủa, xe gì không lại nhắc được không? Giờ thấy... Làm lại không? Ok các bạn, tụi mình quyết định là bây giờ sẽ dạo một vòng ở bờ biển nha. Alo, alo, mọi người. Hả? Đi nè. Đợi em tới. Không đâu rồi. Yêu cầu không đổi xe nha. Đâu đổi đâu. Đi nè. Anh bé thì chắc là cái xe đó, xe xấu. Là không ai đổi xe hết trơn á. Không biết con thằng chú đó không? Quẹ như Dũng ơi. Ủa sao mình đánh một cái dòng vô chưa vậy? Không chắc mình dòng.
ra dễ chịu bánh quá. Nhìn tới đèn tóc của mấy con bò nghe đã đi. Một con xuống, hai con xuống. Ngày mai ông sẽ được quẹo quẹo khăn ơi, quẹo khăn ơi. Ê, cái đường đó nữa mà. Hôm đó mà chị. Em chọn mới vậy, chạy đường nào vậy? Đây không phải là con, đây không phải là con SUV nha. Đây là con siêu SUV. Con kêu nha, chứ phải là con siêu. Con trai. Mẹ, tao cũng chán cái thằng này đặt cái tay bầu cho cái quảng cáo đó. Ờ, nó 8 cấp số luôn. Ờ, mình cứ tưởng là 7 cấp số thôi chứ ai ngờ nó 8 cấp số luôn các bạn. Nhiều giá mang luôn. Có đường trơn luôn, trơn quá trời. Trơn thì mấy con bò chạy sao nổi. Rồi, xuống dưới cát chơi nè. Rồi, ai quen lắm nè. Ai chuẩn bị cái đầu kéo xe lên chưa? Ở ngoài đây cái chỗ vợt đó, 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 đây vợt thêm đường đó luôn. Mình chạy dọc bờ biển xuống dưới kia. Đừng có đụng đây mấy con bò bò nó không. Ê, đừng có đụng mấy cái cột, đừng có đụng mấy cái cột. Lâu. Tôi cố. Ờ, cái chỗ này rộng lắm. Không có được. Không phải thông cảm hiểu không? Không, cái này là mai mốt gì. Ủa chị thì bằng lái xe hơi chưa? Chỗ nhà nghèo, bà lần mất tiền đi bằng lái em. Vô 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 da đen qua kia đi da đen. Qua 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 sát góc kìa. Không không, chị còn sát cái mức thép nha, sát cái tấm thép nha. Cắt băng thép nha. Ok chưa? Ok cho ba tiếng kèn nè, ba tiếng kèn nè. Hello, hello. Hợp lý. Không không. Hello không có tính đèn nha, ba tiếng kèn nha, ba tiếng kèn nha. Vô chưa? Vô chưa? Vô vị trí chưa? Ba tiếng kèn nè. Rồi. Còn trên cát cũng dữ quá ha. Đó, đúng là team xịn xịn đi với nhau, còn team thèn thèn đi dưới. Thôi, trong game thôi. Cái đường này nó dài dữ vậy ta. Nghe nã lấy gì mắt em ha. Cái đường này nó dài lắm luôn á. Ui. Trời, thắng trên cát kìa, thắng trên cát kìa. Nguyên một đường dài luôn, thắng là đi mọi người. Thằng trước, cẩn thận. Bye Vũ. Bye bye. See you next time. Bye. Không, con màu đen còn sống được. Ra chơi. Thôi đi nào, đi đi sát bờ biển đồ chơi. Chỗ nào có cát nhiều nhiều á. Này, siêu xe người ta đã kêu là SUV rồi. Đu lăn gì đó nè. Không đi Rubicon nữa hả? Nè Rubicon vô đây chạy sao lại. À chắc nửa tiếng tới. Trời ơi, trời ơi. Đi trên mấy cái này nè mọi người. Đi hình nè, đi hình nè. Em bay dữ vậy nè. Thằng quỷ đâu bay. Bay đi địa hình. Bả làm như bả đi phóng mấy cái giấc biểu diễn vậy đó. In 100 meters đi mấy cái đồi này đã thì chứ cái xe nhỏ. Lật lật xe rồi, lật xe rồi. Ai lật, ai lật? Em hả? Đu ra gì đó. Lật ra. Nhà hàng cuối cùng rồi đúng không? Chó bữa mình đi đám cưới vậy? À, đám cưới cuối cùng ở đây hả? Ờ. Mày giàu lắm mới tổ chức được ở đây đó. Đúng rồi. Mọi người thử lấy xe chạy qua mấy cái đồi này là đã lắm á. Nè. Ờ, đúng rồi. Nhấp vô cùng nhịp luôn. Chúc đi, chúc đi. Đó thiệt. Lấy Raptor ra chạy hả thiệt. Nhấp vô cùng nhịp luôn. Định Raptor chạy hay làm gì? Không rồi, đây. 100 meters, turn left. Sao chứ nào cũng bay hết chứ vậy?
Thì đi con gì vậy? Nó chạy em mới thấy. Quen nó mấy cái đèn nhiệt về mà quen. Cái chơi mà nhắc vô từng nhiệt nó chơi rồi. Ok, chơi. Ồ, có xe đúng là xe có hệ thống chống lọc. Không có lọc luôn. Nè, bây giờ có hệ thống chạy nhớ thôi. Hợp lớn. Giúp cho mấy con xe sau đi dễ té hơn, dễ trượt bánh hơn. Đây không phải là lỗi, đây là một tính năng. Ây da, ây da. Cái đường này, ui, cái cát nó bay kìa. Đây, chúng tôi có không phải là một xe bán tải, con xe bán tải. Có cái đường thì thảm. Ê, có cái đạn nó bay bay á, nó nhấp nhô. Ghê, rát game đua. Ủa, em rát cái kia rồi mà sao rát nữa. Ê, tránh ra, tránh ra. Ôi, ơ. Đó tờ nha, về coi lại cái hệ thống thắng đi nha. Quay đầu lại chỗ. Cái chỗ mà có mấy cái cấm trại rồi nè. Thiện Thiện. Ủa, tao mấy cái nhà vàng vàng này nha. Cái gì? À, mỗi người chọn một màu đi. Màu đỏ, màu hồng. Trà, Thiện nước màu. Màu đỏ đâu? Ba màu. Đỡ xe cái. Chị hít màu xa lắm. Bà, cái tên bà là biết rồi. Ủa, bà bè luôn mà sao bà thích màu xanh lá. Ừ, người ta thắc mắc á. Bà tên Blue mà. Rồi ok, vậy thì video này mình sẽ tạm dừng tại đây. Và rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi cái tựa game Forza Horizon 4 này. Thì cái đoạn đường mà upgrade mình thấy đi khá là đã. Thì mình chỉ tìm một chút xíu ở trên kia thôi. Cho nên là nói chung là cái quá trình hôm nay đi, nếu mà có gì thì các bạn thông cảm giúp mình. Và hiện tại thì trong cái tựa game Forza này, mình bắt đầu dần hết ý tưởng. Và những cái điểm mình đã đi thì mình đi gọi là nó mòn hết trơn rồi, quen hết trơn rồi. Cho nên là nếu mà còn gì nữa thì mình sẽ chơi. Và nếu không thì mình sẽ làm những cái video như thế này ít lại nha các bạn. Mong các bạn thông cảm và mình sẽ cố gắng tìm những tựa game khác chơi tiếp cho các bạn. Rồi, chào các bạn. Hẹn gặp lại bạn ở video sau. Bye bye.